tiền nữa, tấp vô quán cà phê nhà sàn ven sông hay là tấp vô trụ cầu bây giờ. Tới đi, tới đi. An tâm rồi. Xin chào mọi người nhé. Đây là một chiếc xà lan chuẩn 3000 vừa mới đóng xong. Chiếc này thì nó dài tới 74m, rộng 13 thước 2, và cái tầm hạ thì là 5m, gắn hai máy Cummins N14, hai cái trục chân vịt trục lắp của nó thì là một tấc 14 bằng inox, còn chân vịt là hai cái 4 cánh 1 thước 8 50 là đường kính mỗi chân vịt. Bây giờ thì em mới đang chạy ra để mà test cái máy và quay trở ở trong cái lòng sông hẹp mà nhiều cái mật độ giao thông rất là dày đặc, xem nó như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ lên cầu xem máy em ấy đi đâu về đâu. Trên cầu nhìn xuống thì có một chiếc tàu kéo đang kéo một cái chiếc sắn cạp xuôi dòng, đang đi xuôi dòng nước. Cái sông ở đây, con sông ở đây thì nó chỉ có cái bề ngang vào khoảng 100m thôi, chỗ nào rộng thì hơn 100m một tí thôi. Còn chiếc xà lan 3000 tấn của chúng ta thì đi hơi xa rồi đây. Và em ấy đang lựa cái khúc nào mà dòng sông nó dốc hơn một tí ấy, thì bắt đầu là quay đầu. Lái ga hết máy để quay trở này, xịt khói đen lên mù mịt. Máy này cũng sáng ghê. Thì buộc lòng là chiếc tàu kéo mà kéo chiếc sắn cạp là phải thả trôi thôi. Thả trôi đi chậm chậm xem tình hình như thế nào. Bây giờ là anh quay ngang, anh chắn ngang hết dòng sông thì làm sao mà đi nổi.
hết công chuyện muộn quá thì Sài Gòn học khóa thì bây giờ nên... thì để dịch anh ấy quay được rồi anh quay được rồi thì con đường nó sẽ rộng ra, con sông sẽ rộng ra để cho các cái phương tiện khác như là chiếc tàu kéo mà kéo chiếc sắt cạp. Cái chỗ đây cạn nè, anh lần lần lại chỗ đây, xe Hà Lan máy lần lên là dính cạn rồi. Chuẩn bị chui qua cầu và nhìn là cái góc này thì rất là đẹp.
còn màu. Vào chảy nước sơn chút cái gì. Lá cái lái lên này nó cũng bỏ. Bây giờ thì anh ấy lại ghim cái mũ rùa bờ. Không biết là ghim cái mũ rùa bờ để làm gì đây. Mà khi gần bên mạng thì cọ ngay vào cái phao luồng. Chắc thế nào cũng bị chảy nước sơn. Và tới đây thì mình cũng xin kết thúc video và nói lời chào tạm biệt mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở các cái video tiếp theo. Thank you. Bye bye.